cô đưa hai tay lên rồi được chưa? Rồi tay làm động tác chậm chậm này coi. Co co hai tay lại, co lại, cố gắng co lại. Co ra, mở ra mở vô. Rồi vô bánh xe đằng kia ha. Co ra co vô nhưng mà đỡ cứng hơn qua rồi đó, đúng không? Đỡ cứng hơn qua rồi. Cái mắt nhìn lại từ qua đây được không? Liếc qua trái được không? Liếc qua phải được, tốt hơn đó. Rồi cô bước xuống giường đi vài bước coi. Đi lẹ luôn rồi đó, đi ra trước đi. Đi tới ra trước. Rồi quay lại tốt. Có sắc hơn rồi đó. Cái tay vẫn còn run quá ha. Khi tay vẫn còn run á. Không hả? Lấy hai tay thử chạm mũi đưa ra ngoài được không cô? Chạm mũi đưa ra. Rồi đưa vào. Vẫn còn run đó chứ. Đưa lên mới run nhiều đó ha. Nhưng mà tay này yếu nhiều hơn, chủ yếu là tay phải yếu nhiều hơn đúng không?